Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam, lễ ký kết thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế Italia đã diễn ra trong cuộc họp trực tuyến giữa Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Marino Di Stefano. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn cầu, hai bộ đã thống nhất tổ chức buổi họp trực tuyến để trao đổi về các nội dung hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm nhanh chóng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA khi hiệp định này sắp đi vào thực thi đầu tháng 8 tới đây. Hai bên cũng đã trao đổi, nhìn nhận, đánh giá lại các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, máy móc công nghiệp, dệt may, da giày, khai thác mỏ và khẳng định quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Italia đã có những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây. Cũng tại cuộc họp trên, hai bên đã thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế Italia. Ủy ban hỗn hợp mới này sẽ thay thế cho Ủy ban trước đây giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Italia do phía Italia có thay đổi về mặt chức năng của các bộ. Việc thành lập Ủy ban hỗn hợp mới giúp cho hai bên duy trì cơ chế hợp tác cấp cao, hiệu quả và thiết thực, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hai bên tăng nhanh với tốc độ trung bình từ 15 đến 20% mỗi năm trong những năm gần đây. Trong đó, Việt Nam liên tục duy trì xuất siêu. Theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Italia đạt trên 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,31% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt xấp xỉ 3,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,46%. Nhập khẩu đạt trên 1,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,94%. 5 tháng đầu năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, kim ngạch song phương chỉ đạt 1,77 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 22,53% so với cùng kỳ năm 2019. Việc ký kết thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp nêu trên được kỳ vọng sẽ là khung khổ vững chắc để định hướng và thúc đẩy phát triển hợp tác song phương, tận dụng tốt Hiệp định EVFTA để nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng như trước đây.